cải lão hoàn đồng chỉ với 60 phút. Căng da trẻ hóa tầng giữa mặt MD Pro chỉ có tại MD Chennai. Đây là cái kết quả tái khám của khách hàng đã sử dụng dịch vụ căng da trẻ hóa tầng giữa mặt MD Pro. Sau 1 tháng mà khách hàng đã trẻ hơn và bác sĩ cảm thấy là xinh quá trời luôn. Với công nghệ trẻ hóa tầng giữa mặt MD Pro thì bác sĩ sẽ can thiệp vào bóc tách toàn bộ cái cơ tầng giữa mặt để mà kéo căng cơ, nâng cái vùng cơ mặt lên, can thiệp vào cái vùng da dư, bọng mỡ và rãnh đệm lõm sâu, và đặc biệt sắp xếp lại túi mỡ, trẻ hóa cái vùng thâm mắt để giúp cho khách hàng căng hơn và trẻ trung hơn rất là nhiều. Thì với cái tình trạng của khách hàng thì mọi người có thể thấy là khi chị đến với bác sĩ Mạnh thì da thừa, bọng mỡ nó nhăn nhiều, rồi rãnh đệm lõm sâu, và đặc biệt cái cơ má của chị ấy nó sệt và cái rãnh mũi má nó lõm sâu rất là nhiều. Hôm nay thì em có thể chia sẻ với mọi người vì sao mình lại lựa chọn cái phương pháp này không? Tại vì bác sĩ đẹp trai quá. Dạ. Vâng ạ. Trước khi mà đến đây thì em cũng đã 80% là quyết định làm rồi. Thế nhưng mà sau khi đến đây thì bác sĩ lại tư vấn rất là thuyết phục. Cho nên là em quyết định em làm luôn. Tự nhận thấy đây là một cái phương pháp rất là lạ và tối ưu. Tức là mình chỉ cần vài cái nút khâu ở dưới mí mắt thôi mà nó giải quyết cho cả cái khuôn mặt của mình. Đó. Nên là bây giờ sau 1 tháng rồi mà em thấy là những cái nốt khâu này là nó không còn nữa. Em rất là hài lòng và rất là thích cái phương pháp này ạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Và thực sự là bác sĩ khi mà tái khám cho em ấy cũng cảm thấy là sự thay đổi và nó trẻ trung hơn trên cái khuôn mặt của em. Và đặc biệt là cái đường sẹo hoàn toàn là không thấy các bạn. Mọi người có thể thấy là cái ưu điểm của cái công nghệ căng da trẻ hóa tầng giữa mặt MD Pro. Chị em nào mà có cái tình trạng những cái nhược điểm lão hóa giống như vị khách hàng của chúng ta, hãy tự tin inbox ngay cho bác sĩ Mạnh. Bác sĩ Mạnh luôn sẵn lòng trả lời và tư vấn, và đặc biệt dành tặng 10 suất ưu đãi giảm 15 triệu cho những khách hàng đăng ký sớm nhất ngày hôm nay ngay tại dưới video này. Giữa mặt MD Pro, công nghệ trẻ hóa thế hệ mới cho làn da của bạn.